thưa quý vị, bài nhạc Jai Ho nổi tiếng với Thủy Tiên và Peter Stoyanov. Thưa quý vị, một không khí rất lạ đã diễn ra trong khán phòng. Khán giả đã hồi hộp với con trăng thật, chứ không phải là con trăng giả, không phải là con trăng bằng đạo cụ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua những giây phút thật tuyệt vời, và bản thân Peter Stoyanov cũng nói anh chưa bao giờ thể hiện khả năng nhảy Ấn Độ của mình như là tại Việt Nam, như là trong chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ lần này. Và điều đó đã mang lại một sự bất ngờ rất thú vị cho chương trình. Chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Chí Anh. Bài freestyle này thì tôi thích nhất là đoạn Thủy Tiên cầm con trăm. Xin cảm ơn, xin mời giám khảo Nguyễn Quang Dũng ạ. Tôi nghĩ là trong cái sự nghiệp Thủy Tiên nó rất là thú vị, tới giờ phút này rất là thú vị. Đầu tiên chị đã chinh phục được một cầu thủ giỏi. Sau đó thì chị đã chinh phục được một số khán giả qua chương trình này, tôi nghĩ là rất là đông. Và vừa rồi chúng tôi thấy là chinh phục cả một con trăng nữa, thì không lý do gì mà tôi không bị chinh phục cả. Và cũng xin nói cho em là kết quả tại mặt tôi nghĩ là Thủy Tiên ngoài cái tôi nghĩ là Thủy Tiên đang làm được một cái điều mà kể cả kiện tướng như là Chí Anh với Khánh Thi cũng không làm được, đó là dám khiêu vũ với con trăng. Không tin thì đem trăng ra mà Khánh Thi ngồi sợ co xuống mà. Nói vậy thôi chứ tôi nghĩ là cái tiết mục vừa rồi tôi đánh giá cao cái tinh thần của Thủy Tiên. Tôi cảm thấy rất là thoải mái. Nó vừa có hoang dã mà nó vừa có một cái sự, tôi thấy một sự nồng nhiệt thật sự trong cái tiết mục vừa rồi. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Khánh Thi. Có thể mọi người hay nói rằng là tôi hay khắt khe với Thủy Tiên, nhưng mà tôi luôn mong muốn rằng là Thủy Tiên sẽ có một cái gì đó, bởi vì tôi trông đợi ở Thủy Tiên nhiều hơn, vì tôi biết là Thủy Tiên sẽ làm tốt hơn như thế rất là nhiều. Chính vì thế mà trong cái bài nhảy ngày hôm nay được gọi là bài freestyle, ngay từ đầu mà anh Thanh Bạch đã nói, ở cái bài nhảy này, trong điệu freestyle người ta sẽ không yêu cầu bạn nhảy nhiều, miễn là bạn làm thế nào để đạt tính giải trí cao và khán giả thật sự là thích, thì tôi nghĩ là bạn đã rất là thành công, đạt được tính giải trí rất cao. Và xin mời giám khảo Đức Huy. Đây là một màn diễn được dàn dựng rất công phu. Chẳng những hai bạn đem đến cho chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ một cái sáng kiến, một cái tư tưởng sáng tạo mà mới nhất và táo bạo nhất, mà bạn vác con trăng như thế là chúng tôi cũng phục lắm, bạn rất can đảm. Và chẳng những hai bạn nhảy đẹp, nhưng mà cả cái đoàn vũ công nhảy với hai bạn rất là đẹp, trang phục rất là thuyết phục và rất thích. Và xin chúc mừng. Xin cảm ơn. Thank you. Congratulations. Thưa quý vị và các bạn, xin thông báo chỉ còn một đôi phút nữa thôi, quý vị sẽ bắt đầu bình chọn cho cặp đôi yêu thích nhất, 50% bình chọn của khán giả và 50% bình chọn từ ban giám khảo. Thưa quý vị và quý vị khán giả thân mến, trong vòng thi này xin nhắc lại, quý vị sẽ nhận phiếu mua hàng trị giá 30 triệu đồng của vòng thi chung kết của siêu thị thế giới di động.com. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục câu chuyện bên trong. Thưa quý vị, Thủy Tiên luôn là một thí sinh mang lại cho chúng ta những điều vô cùng hấp dẫn, những động tác khó trong từng bài thi, và bài nhảy freestyle vừa rồi thì thật là mạo hiểm. Thủy Tiên, là bạn không sợ trăng hả? Dạ thưa chị, ban đầu thì cũng hơi sợ, nhưng mà liệu bởi vì từ đầu đến giờ thì đây là một cái tiết mục mà Tiên đầu tư nhiều ý tưởng, công sức nhiều nhất từ đầu chương trình Bước Nhảy Hoàng Vũ tới bây giờ. Và đây là một tiết mục mà Tiên nghĩ đây không phải là một tiết mục thi đấu nữa, đây là một cái tiết mục Tiên và Petro muốn gửi đến quý vị khán giả như là một món quà, như một lời cảm ơn chân thành nhất từ Tiên và Petro vì tất cả quý vị đã bên cạnh và ủng hộ cho Tiên suốt trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Và chắc nghĩ là với món quà đáng yêu vừa rồi thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu mến bạn hơn và sẽ bình chọn cho bạn trong 15 phút cuối của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy hướng về ban giám khảo để xem số điểm mà ban giám khảo dành cho Thủy Tiên và Petro như thế nào nha quý vị. Kết quả từ ban giám khảo.
Giám khảo Chí Anh, 10 điểm. Giám khảo Đức Huy, 10 điểm. Giám khảo Khánh Thi, kết quả là 10 điểm. Và cuối cùng giám khảo Nguyễn Quang Dũng với số điểm là 10 điểm. Chúc mừng. Xin được chúc mừng Thủy Tiên và Petro. Xin được chúc mừng. Và kính thưa quý vị, Thủy Tiên và Petro có giành được cúp vàng trong đêm thi hôm nay hay không? Chính là nhờ công rất là lớn từ phía quý vị. Và quý vị ơi, hãy đừng quên bình chọn về tổng đài 8534 của chúng tôi và bình chọn cho Thủy Tiên, Petro với mã số 10. Xin cảm ơn quý vị.